Đông Á Thanh Hóa được chọn là xuất sự phòng thi đấu AFC Cup 2022. Mùa giải 2021 kết thúc không trọn vẹn với bóng đá Việt Nam khi V-League và Cúp Quốc gia đều phải dừng lại khi chưa đi đến cái đích cuối cùng. Do đó, việc xét duyệt các xuất sự KFC Champions League và AFC Cup cho các đội bóng phải phụ thuộc vào kết quả chuyên môn cho đến hết vòng 12, chính là bảng xếp hạng của giải đấu. Xuất sự KFC Champions League thuộc về câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, xuất đầu tiên dự AFC Cup thuộc về câu lạc bộ Viettel. Trong khi đó, xuất thứ hai dự AFC Cup đáng ra sẽ thuộc về câu lạc bộ Than Quảng Ninh, nhưng đội bóng này gặp khó khăn tài chính, buộc phải dừng hoạt động và còn không thể duy trì sự hiện diện tại V-League 2022. Do vậy, sự ưu tiên sẽ dành cho đội bóng xếp thứ 4 là câu lạc bộ Nam Định. VFF cũng đã thực hiện việc cấp phép cho đội chủ sân Thiên Trường. Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Trước đó, theo yêu cầu từ AFC, tất cả các liên đoàn thành viên có trách nhiệm đăng ký đội thứ tư là xuất dự phòng của V-League tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ của AFC trong trường hợp các giải quốc nội không thể hoàn thành. Việc đăng ký này sẽ tuân theo mức độ phân bổ tương ứng số xuất dự cúp châu lục của quốc gia ấy. Bởi vậy, VFF đã đề xuất đăng ký câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa xếp thứ 5 ở V-League 2022 tham dự AFC Cup trong trường hợp các câu lạc bộ nói trên từ chối dự giải. VFF cũng đã có văn bản gửi câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và đề nghị đội bóng này hoàn tất các thủ tục cần thiết, cũng như việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bóng đá Đông Á Thanh Hóa sẽ cử câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa dự các giải đấu châu lục. Về phía câu lạc bộ Nam Định, một lãnh đạo đội bóng này khẳng định họ chưa hề xác nhận dự AFC Cup 2022 như một số thông tin trên mạng xã hội. Chúng tôi sẽ còn cân nhắc nhiều vấn đề, nhưng dự AFC Cup rõ ràng là một vinh dự với bất kỳ đội bóng nào. Về phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, cuối tháng 11, trợ lý Tana Sijevic đã quay trở lại sau thời gian cách ly. Ông đã bắt đầu công tác huấn luyện thể lực cho các cầu thủ, trợ giúp về kỹ, chiến thuật trong các trận đấu của đội. Sure.